vi tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, trong năm 2022, năm Nhâm Dần. Tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, trong năm 2022, Nhâm Dần. Thưa quý vị, nữ mạng sinh năm 2006, tuổi Bính Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là tự miên chi cẩu, tức chó đang ngủ, mệnh thổ, ốc thượng thổ, như là đất nóc nhà. Mệnh thổ gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim, bình thường, địa chi, tuất gặp dần, tam hợp, rất tốt, thiên can, bính gặp nhâm, tương xung, không tốt, sao châu mệnh, sao thái bạch, vận hạn, hạn thiên la, vận niên, kê hồi viên. Sao châu mệnh tuổi Bính Tuất, 2006, nữ mạng, năm 2022. Thưa quý vị gặp sao thái bạch châu mệnh. Sao thái bạch, hay còn gọi là kim tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mệnh trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, công việc làm ăn lận đận, ốm đau, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hại. Sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, nghĩa là vận trình thì rất tốt, nhưng ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín, nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền, dễ phát sinh cãi vã. Cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mệnh thì cần phải giữ được tâm lành ý thiện và nên cúng sao dài hạn hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Vận hạn tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, năm 2022. Thưa quý vị, quý vị gặp hạn thiên la. Hạn thiên la, cành phòng ly cách phù thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải tâm lý bất an, hiểu cụ thể thì chủ yếu hạn này là do bệnh trong tâm phát ra, trí não, tâm lý, tinh thần không được ổn định. Tương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm. Thiên la được hiểu là lưới trời. Xét về sao thiên la thì sao thiên la luôn được cố định tại cung thìn cùng với địa võng. Sau này chỉ hệ thống luân lý, công thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, bị dư luận lên án, nặng có thể bị đả kích mạnh mẽ, thậm chí có thể bị kiện và chịu thua. Cho nên quý vị hết sức lưu ý vấn đề này. Vận niên tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, năm 2022. Thưa quý vị gặp vận niên kê hồi viên. Kê hồi viên tức là gà về vườn, về với no đủ. Do vậy, quý vị gặp vận niên kê hồi viên là một năm vui vẻ hạnh phúc, nhiều thức ăn. Năm này cầu gì được nấy, tài lộc quan chức đều được. Trong năm quý vị gặp vận niên kê hồi viên, mọi việc đều được thành công rực rỡ. Còn về vấn đề tình cảm, trong năm gặp vận niên kê hồi viên thì việc dự tính, tính toán từ lâu của quý vị sẽ được thực hiện thành công. Thành công nhờ may mắn và sự liều lĩnh của quý vị. Tuy nhiên, quý vị cũng phải cẩn trọng trước mọi việc. Năm 2022, tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, với các hạn. Thưa quý vị, về hạn thái tuế năm 2022, quý vị không phạm thái tuế. Về hạn tam tai năm 2022, quý vị không phạm tam tai. Về tuổi kim lâu năm 2022, quý vị phạm kim lâu lục xúc. Về hạn hoang ốc năm 2022, quý vị không phạm hoang ốc. Xem từng tháng cho năm 2022, tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng. Thưa quý vị, tháng 1, đầu năm vui xuân cùng gia đình, quý vị lưu ý tiền bạc tiêu pha nhiều. Tháng 2, khi quý vị ra ngoài, nên giữ mồm miệng cẩn thận, kẻo bị vạ lây. Tháng 3, trong nhà có tin vui, về hỷ tín, thêm người thêm của. Tháng 4, quý vị cần phải cẩn thận, kẻo có kẻ nói xấu sau lưng. Tháng 5, khi quý vị ra ngoài, chú ý miền sông nước. Tháng 6, công việc làm ăn của gia đình không được tốt, có kẻ giảm pha quấy phá. Tháng 7, xuất hành đi xa, gặp nhiều cát lợi, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 8, công việc kinh doanh của gia đình rất tốt, thu nhiều tài lộc. Tháng 9, được tổ tiên phù hộ, cho nên mọi việc
được hanh thông. Tháng 10, khi quý vị ra ngoài, cần phải cẩn thận, kẻo có tí vết tay chân. Tháng 11, công việc buôn bán của gia đình bình thường. Tháng 12, mọi chuyện trong tháng này rất tốt. Tổng quan cuộc đời tuổi Binh Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng. Thưa quý vị, cuộc đời của tuổi Binh Tuất, nữ mạng. Quý vị là người xinh đẹp đoan trang, ai thấy cũng thương mến, sống vui tươi trong nền đạo đức của tổ tiên, nhân phẩm cao quý. Quý vị có tài ngoại giao, xử thế đắc nhân tâm, khiến cho nhiều người cảm phục tin theo. Đồng thời khôn ngoan, biết tính toán khéo léo. Nếu buôn bán thương mại sẽ được giàu sang phú quý, tiền tài mỹ mãn, xây dựng được một cuộc sống thật hạnh phúc trong tương lai. Sơ niên y phục ẩm thực sung túc, trung niên thành đạt nhà cửa tiền tài giàu có, hậu vận an nhàn sung sướng, phúc lộc song toàn, cấp trường thọ chi mạng. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.